Theo tôi thì tôi nghĩ là nó dựa vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là về vấn đề tuổi tác. Có lẽ là tuổi càng nhiều thì tôi gọi là cái độ tiết tố nam nó càng giảm. Thế cho nên là cần phải giữ một cái cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta sẽ luôn luôn duy trì được cái phong độ tốt. Thế còn nếu mà sức khỏe yếu thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lý nam. Còn yếu tố thứ hai tôi nghĩ là cũng là về vấn đề sức khỏe. Tức là nếu mà khi mà về tuổi tác như vậy và vấn đề thứ hai là về sức khỏe của anh em khỏe mạnh. Mà cái sức khỏe nó rất là quan trọng, là nó chi phối trực tiếp đến vấn đề là sinh lý nam giới. Thế cho nên đây cũng là một cái vấn đề mà phải nói là trong cái đời sống hiện tại, tôi nghĩ là cái hoạt chất mà nó gọi là tăng cường sinh lý nam giới và nó cũng rất là thân thiện hiện tại, và nó cũng người phụ nữ thôi thì cũng cần phải có bôi son, cần phải làm đẹp, nó cũng rất là đơn giản như vậy. Vì thế cho nên duy trì cái điều này thì phải nói là luôn luôn tăng về nam giới, cái trụ cột gia đình nó luôn luôn tự tin, luôn luôn mạnh mẽ. Đây là cái điều yếu tố rất quan trọng và mạnh cho cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ dân đạo diễn Trọng Trinh ạ. Vâng, thưa anh Chí Trung ạ. Vâng, thưa anh thì theo anh thì cái nhịp sống hiện đại kèm theo những cái áp lực trong cuộc sống này, rồi trong công việc, theo anh nó ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý nam như thế nào? Tôi sẽ nói go để thấy tôi rất là khỏe. Thưa bác Trọng, đứng về độ tuổi ở trong xã hội thì gọi là bác là chú, nhưng ở góc độ đàn ông ấy thì tôi rất là muốn, em rất là muốn gọi là anh. Vâng, em biết chào tay rồi đúng không? Thực sự là nghiêng mình trước cái thành tựu của anh vào năm 80 tuổi. Em cả nhà cũng biết đấy, em cũng có những cuộc thay đổi trong cuộc sống, và thực sự ở tuổi 60 em cũng rất muốn đẻ một đứa con nữa. Mặc dù con em bây giờ là ba mấy tuổi rồi, nhưng mà rất muốn có một cái gì đó với cuộc đời mình, đó mình có thể có sức sống, có khát vọng. Như bây giờ em nghe đấy, 79 anh lấy chị, xong rồi 80 anh đẻ, rồi anh làm phát ra con trai, em nể quá đấy. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng để chia sẻ một cách chân thành thì hôm nay cũng là một cái tôi rất là thích những điều bác Trọng và Tuấn Anh chỉ vậy. Vì đơn giản, vì nó đúng và nó trúng, và đơn giản thì nó thật. Tất cả chúng ta đây đều là những người lớn tuổi, và đặc biệt là các bác ở đây thì với các bác, với bọn em cũng là ít tuổi hơn. Chắc cũng chả ai qua được mắt chúng ta trong sự thẩm định. Chắc cũng chả ai có thể qua chúng ta trong những cái tư duy. Còn cái gì mà để có sự hiện diện của các bác và sự hiện diện của bọn em, và cái gì để chúng mình chân thành và đến với sản phẩm đó một cách tốt nhất, chính là ở sự chân thành và sự trung thực. Thế thì hôm nay có lẽ rằng em thay mặt cho tất cả những người mà sẽ được thu hưởng cái sản phẩm Trường Xuân Vương này, mặc dù em chưa được sử dụng, nhưng cảm nhận, cảm giác của em là tốt. Và em hy vọng rằng là trong một thời gian sớm nhất thì cái sản phẩm này sẽ ra mắt, sẽ đến với mọi người. Và em cũng là một trong những khách hàng đầu tiên cảm nhận nó để như thế nào. Bởi không ai cứu mình tốt nhất bằng chính mình cả. Nhưng mà vậy, mình cứ nhét vào mồm tất cả những cái quảng cáo mà không cẩn thận thì chính mình sẽ rước họa vào đấy. Hy vọng Trường Xuân Vương, là hy vọng tất cả những cái của phát đạt mang đến, và hy vọng tất cả những kinh nghiệm và như là anh gọi là sự trải nghiệm của anh sẽ đem lại hữu ích cho xã hội trong lòng của em. Vâng ạ, thưa bác sĩ Lương Y Nguyễn Hữu Trọng ạ. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái tình trạng đối tượng yếu sinh lý đang dần trẻ hóa? Như buổi đầu chương trình chúng ta chia sẻ là cái đối tượng mà suy giảm sinh lý nam hiện nay thì không chỉ ngưỡng trên 30 tuổi nữa mà đang trẻ hóa dần. Mà nhiều người gặp mà một dấu hiệu yếu sinh lý nhưng lại vì xấu hổ hay là tự ti mà không đi khám hoặc là không điều trị. Tình trạng này tiến triển nặng thì theo ông sẽ khó khăn gì trong quá trình điều trị? Bất kỳ một bệnh nào mà chúng ta điều trị chậm thì nó đều là rất khó có hiệu quả. Nhưng cái này lại do này, chúng tôi đứng hứng một cái hiệu quả điều trị nhanh. Thế nó ngược nhau như thế.
Tức là bây giờ thị trường nào là 1 giờ, 2 giờ, nào là ngậm viên sủi, nào là một viên trước khi đi ngủ mất 25.000 nữa, thế nọ kia. Tôi sợ lắm. Không hiểu là các nhà tuyên truyền làm thế nào đây. Không bao giờ có chuyện này cả. Nó phải từ từ mà anh Trinh ạ. Vâng, nó phải từ từ. Bây giờ mà này nó đùng một cái ngay, thế nhưng mà cái người trẻ bây giờ nó khổ cái là nó lại thích ngay như thế để nó đáp ứng cái nhu cầu của nó. Thế cho nên rất là khó chuyện này. Rất là khó. Kiên trì dùng các cái thuốc mà nó có tác dụng chậm. Đừng bao giờ dùng thuốc nhanh. Thì tôi khuyên cái tuổi trẻ bây giờ là không nên. Nói này tôi sợ động chạm đấy. Nhưng mà thôi tôi cũng khuyên một cách nhẹ nhàng. Không nên dùng bất kỳ thuốc nào mà liên ngành. Tôi đã cũng cách đây 6 tháng tôi đã phải phẫu thuật cho một người. Dùng thuốc bôi vào, úi dồi, bôi nó bằng cổ tay đấy. Mãi nó không rút. Cuối cùng phải đi cắt. Nhưng nó hoại tử rồi. Còn thuốc Trường Xuân Vương này là tôi đã dùng rất nhiều năm cho nhiều người, nhưng tôi chỉ khuyến cáo một điều là các bạn dùng chờ đợi đúng điều, hết điều, sau đó là chúng ta trải nghiệm. Nếu mà chưa được đạt ý muốn của chúng ta thì các bạn trẻ hãy tiếp tục, và nếu đã đạt được rồi thì nên uống dự phòng đấy. Thì thế, và đồng thời là trong cái thuốc này của chúng tôi là có nó bổ cả tâm can tỳ phế thận, nó kéo tất cả lên. Chứ với anh chàng vậy, cái thuốc nào mà lại chỉ kéo cái thận thôi là mất đi rồi đấy, theo tôi là như thế. Thì xin góp ý với các bạn trẻ trả lời anh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.